Shop Roblox thuyền trưởng xăm soi khai trương nhiều ưu đãi mới. Roblox rẻ nhất thị trường. Các loại game đều có như Liên Quân, Free Fire và nhiều thứ khác nữa. Tới ngay shop xăm soi, link dưới phần mô tả nha. Top 7 tội phạm nguy hiểm nhất từng phục vụ chính quyền thế giới. Sẽ có rất nhiều người rời khỏi chính phủ ở trận chiến cuối cùng để gia nhập liên minh của Luffy. Mang danh nghĩa đại diện công lý, nhưng ai cũng biết chế độ cầm quyền của những tên thiên long nhân cấp cao tồi tệ như nào. Đoạn flashback đau thương về Kuma chỉ là một trong số nhiều mảnh đời từng là nạn nhân chính sách nô lệ bắt buộc. Tại sao cùng là nhân loại nhưng có người sinh ra đã có quyền quyết định số phận người khác? Đời là vậy, luôn tồn tại sự bất công không ai giải thích được. Tính đến nay cũng khá cái tên từ bỏ chức vụ trong bộ máy chính phủ để tự đi tìm công lý riêng. Mới nhất, nhà cách mạng Dragon được tiết lộ từng là một hải quân cấp cao. Liệu ông có phải là người mạnh nhất trong số những kẻ lưu vong? Sau đây mời anh em cùng mình tìm hiểu top 7 nhân vật bị truy nã từng phục vụ cho chính quyền thế giới. Động cơ, mục đích của họ là gì? Ngay bây giờ, get go thôi! X-Drake. Đối với những ai theo dõi Ác Wano Quốc, không còn lạ gì với tay trong gián điệp tổ chức Toby Roppo đình đám. Để ngoi lên được vị trí này, phải công nhận X-Drake không những mạnh mà còn vô cùng tinh danh. Bang bách thú toàn bọn đầu trâu mặt ngựa, bất kỳ kẻ nào trong clan này đều cực kỳ gian xảo. Vậy mà cờ đỏ vẫn qua mặt được Okanban, thậm chí tứ hoàng Kaido. Âu cũng là do trình độ diễn xuất quá đỉnh, mặt không đổi tí sắc. Được biết 2 năm trước, X-Drake xuất hiện tại Sabaody với giai thoại từng là đại tá hải quân. Nhưng vì lý do nào đó đã rời khỏi tổng bộ, thì ra không gì khác ngoài làm gián điệp hai mang. Tổ chức mà khứa này phục vụ có tên SWORD, một nhóm các hải quân ly khai khỏi Marineford hoạt động không thuộc mệnh lệnh từ thủy sư Akainu. Tất nhiên thông tin này được giữ tuyệt mật. Vậy nên với thế giới bên ngoài, cờ đỏ X-Drake vẫn là một tên hải tặc bị truy nã gắt gao. Số tiền truy nã của anh vẫn chưa được công bố tăng bao nhiêu sau time skip. Nhưng với là quân chủ chốt, Toby Roppo lại còn sở hữu trái ác quỷ Doan cổ đại khủng long bạo chúa. Con số dành cho đội trưởng SWORD không dưới 400 triệu bê lì. Bên lề một chút, cha của X-Drake chính là tên thương lái đã bán trái ác quỷ Ope-Ope-Nomi cho chính quyền thế giới. Cái ngày mà Law được tái sinh một lần nữa nhờ sự hy sinh cao cả của Rosinante và có thể trong tương lai, chính Law sẽ cứu Luffy một mạng. Dragon. Như đề cập ở phần intro, chuyện Dragon từng là hải quân đã được rất nhiều chuyên gia dự đoán từ trước. Đơn giản, anh Long được giới thiệu con trai huyền thoại Garp, người sở hữu danh xưng anh hùng hải quân trên vạt áo. Monkey D. Dragon không chỉ là cái tên mà những thứ liên quan đến anh Long đều gợi mở về loài rồng. Chính làng cọc đã dạy cho Sabo bí kỹ Long trào thủ và chiêu hơi thở của rồng chứ danh. Skill đánh sập đấu trường Corrida với một hit, bóp nát quả đầu cứng như đá của Burgess, đội trưởng đội 1 băng dâu đen. Từ đó độc giả liên tưởng Dragon đại diện cho con giáp Thìn trong hệ thống Zodiac 12 con giáp. Tính ra, hải quân, những kẻ cấp cao gom lại đâu đó cũng 8-9 người thuộc Zodiac rồi. Không biết liệu Tí, Tị, Mùi và Dậu là những ai anh em nhở? Trở lại với Dragon, theo lời xác nhận thì anh Long do chán ghét hệ thống vận hành tàn bạo của chính phủ mà ông đã rời đi trong lúc đỉnh cao sự nghiệp. Đã là đàn ông phải thế, phải có danh gì với núi sông, tự mình gây dựng cơ đồ đi tìm công lý riêng, không phải nhờ bố con thằng nào hết. Với danh hiệu người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, nếu truy nã của Dragon còn cao hơn Tứ Hoàng thì át thấy nó cũng rất đỗi bình thường. Yonko bá đạo thật đấy, nhưng mà ít khi đối đầu với chính phủ. Còn sự tồn tại của quân cách mạng ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại của chính quyền thế giới. Bảo sao bất kỳ hành tung nào của các chỉ huy quân tự do đều được theo dõi cực kỳ sát sao. Aokiji. Liên đới trường hợp của Dragon không thể không kể tới mối quan hệ với Aokiji. Nói anh Long không quen biết Kuzan khác nào thừa nhận Luffy là thằng thông minh nhất địa cầu. Từ một đô đốc được tôn kính, sau trận thua đau đớn trước Akainu ở Pang Hazard, Kuzan quyết định từ chức rời khỏi tổng bộ ngay lập tức. Hẳn ông ấy phải cảm thấy tuyệt vọng lắm mới tìm tới Dragon, người bạn cũ. Giống như thủ lĩnh quân cách mạng, Kuzan là một người hải quân tốt, chứng kiến tội ác thối ác trong bộ máy đã lâu. Chim chỉ xanh hết sức chán nản, ông muốn bản thân có thể tự mình thay đổi bằng cách trở thành thủy sư, nên sự thất bại trong cuộc chạy đua CEO chỉ như giọt nước tràn ly. Có ở lại, Kuzan cũng không còn là chính mình. Việc một đô đốc trở lại thành hải tặc gây chấn động toàn cầu, ấy vậy còn góp mặt trong đội hình băng tứ hoàng dâu đen, clan hải tặc nổi tiếng tai tiếng nhất tân thế giới, phần nào đặt dấu chấm hỏi to đùng cho quyết định của chim xanh. Có bị điên không mà làm vậy? Và khi quá khứ của Dragon được tiết lộ thì chúng ta rõ rồi đấy, bạn cũ với nhau cả thôi. Không lạ gì nếu trận đấu ở Hachinosu mới đây là một màn kịch trên cả tuyệt vời của Aokiji.
Với profile từng là đô đốc hải quân, truy nã dành cho đội trưởng đội 10 băng dâu đen hiển nhiên phải là con số hàng tỷ. Theo anh em, ba tỏi berry có xứng đáng với cái đầu của chim xanh không nhở? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Sao? Từng giữ chức vụ phó đô đốc ngang hàng với những Aokiji Akainu sau 22 năm trước rất nổi tiếng và được trọng dụng, nhưng bản thân ông luôn nghi ngờ về thứ công lý mà mình phục vụ. Liệu rằng làm việc cho hải quân có phải sự lựa chọn đúng đắn? Sao mang trong mình ý chí của đi, thế nên không phải tự nhiên mà ông quyết định thả lỏng cho Nico Ovia. Sự thật về bí mật thế kỷ trống đã thúc đẩy ông làm trái lệnh cấp trên. Chỉ vì một học giả Ohara, Sao chấp nhận rời bỏ tổ chức, đối đầu với các phó đô đốc cùng cấp và cuối cùng suýt mất mạng dưới bàn tay của Kuzan. Thuộc chủng tộc người khổng lồ, Sao xác nhận ông không đến từ Elbaf, nhưng với ký tự đi trong tên, ông là người khổng lồ để lại nhiều ấn tượng tốt. Người đã giúp đỡ Robin trốn thoát, sự tồn tại của Sao mang nhiều ý nghĩa tới cô nàng sau này. Nếu không có những lời căn dặn lúc ấy, không biết liệu chị đẹp sẽ sống như nào với tờ áp phích 79 củ treo trên đầu. May mắn làm sao, cựu phó đô đốc vẫn sống sót sau sự kiện Ohara. Hơn cả, ông còn cứu vớt toàn bộ tài liệu quý trên đảo. Hiện tại nó vẫn được lưu giữ ở vương quốc Elbaf. Việc Sao còn sống khiến Robin hết sức xúc động. Màn hội ngộ của họ trong tương lai sẽ đậm màu nước mắt lắm đây. Mình tin rằng tầm này ông đã biết lý do tại sao những người khổng lồ đặc biệt thuộc tộc Elbaf hiếm có ai sở hữu năng lực trái ác quỷ. Anh em còn nhớ giọng cười đặc trưng của Jaguar đi sao không nhở? Thứ đã chữa lành tâm hồn chị đẹp bằng mũ rơm. Silio. Cựu giám ngục Impel Down, Silio từng là đồng đội của Magellan, giữ chức vụ cao cấp ở nhà tù đáng sợ nhất đại hải trình. Hắn sở hữu biệt danh Silio the Rain. Mỗi khi ra tay, chỉ nghe đâu đó tiếng lộp độp, máu kẻ thù rơi xuống như những hạt mưa. Hắn từng nói thanh kiếm mà hắn sử dụng có một lời nguyền cố hữu, một khi rút nó ra khỏi bao, phải dính máu thì mới chấp nhận vào guồng. Thật vậy, từ khi xuất hiện, bất kỳ lúc nào Silio ra tay, hắn đều chém tan nát kẻ thù. Vừa rồi còn xiên cho ông nội gáp một nhát chí mạng ở Hachinosu, tất cả là tại Uchiha. Gã này đơn giản chả đi theo công lý mẹ gì, hắn chỉ quan tâm tới việc giết chóc, xem đó là thú vui tao nhã. Chính vì quá khát máu mà lúc còn làm ở Impel Down đã bị Magellan tống giam xuống tầng 6, nơi dành cho những kẻ nguy hiểm nhất. Sau này khi trở thành đội trưởng đội 2 băng dâu đen, Silio được xác nhận là cánh tay phải đắc lực của Teach. Một khi thuyền trưởng đi vắng thì chính hắn ta là người có tiếng nói lớn nhất trong băng. Một kẻ thù xứng tầm mà Zoro phải vượt qua trước khi đối đầu Mihawk trong tương lai. Who's Who. 12 năm trước, Who's Who hẳn không bao giờ quên được cái ngày mà mọi tiền đồ của hắn bị Shanks cướp mất. Một tên CP9 từng cạnh tranh với thiên tài sát thủ Rob Lucci cho ngôi vị số 1. Ai ngờ lại mất hết tương lai chỉ sau vụ cướp một trái ác quỷ Paramecia tầm trung như Gomu Gomu no Mi. Who's Who chẳng thể hiểu nổi tại sao băng tóc đỏ lại nhắm tới con hàng rẻ tiền thế này. Và tất nhiên, chẳng thể tưởng tượng sau sự việc đó, chính quyền lại nặng tay xử lý, tống giam vào ngục không thấy ngày ra. Hắn có nào ngờ, con hàng trong vụ giao dịch đó lại chính là trái ác quỷ giúp người dùng trở thành thần mặt trời Nika. Đức tin mà tên Toby Roppy luôn cậy nhờ lúc ở trong tù. Kẻ mà Who's Who muốn hủy diệt Luffy mũ rơm chính là người hắn luôn thần tượng. Nếu biết được sự thật, nỗi uất ức phải nhân lên gấp chục lần. Sau tất cả, Who's Who phải trở thành hải tặc vì chẳng còn đường nào để đi. Từ một gián điệp xuất sắc, tiền đồ rộng mở, mọi thứ tan nát chỉ vì cái tên xanh tóc đỏ. Hỏi có cay không? Mì cay 7 độ luôn đấy chứ. Theo như những gì hắn thể hiện ở trận chiến với Jinbei, mình nghĩ khứa này vẫn không phải đối thủ của Rob Lucci. Báo thủ CP0 vẫn trên trình nhiều lắm. Thất Vũ Hải. 7 tên hải tặc khét tiếng được đặt cách hợp tác với chính phủ. Đổi lại, lệnh truy nã sẽ bị đóng băng và các vùng đất chúng cầm quyền đều được bảo vệ. Đây là sự cộng tác điên rồ theo lời Fujitora. Hải tặc vẫn mãi hải tặc, bản chất không khác đâu được. Mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chính phủ muốn sử dụng sức mạnh Thất Vũ Hải để cân bằng cán cân với hải quân và tứ hoàng. Trong khi đó, Shichibukai tận dụng quyền lực được bảo hộ để gây ra những tội ác kinh hoàng. Crocodile và Doflamingo là mồi lửa cho sự kiện chính phủ bãi bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải. Họ làm việc theo mệnh lệnh, chứ chẳng quan tâm mấy kẻ thù là ai. Nhưng phải công nhận, tên nào trong top 7 đều rất bá đạo, truy nã dành cho họ ít nhất phải đạt con số hàng tỷ. Sau khi Shichibukai không còn, tiền thưởng dao động từ 1 tỏi cho đến người cao nhất Mihawk tận hơn 3 tỏi rưỡi, còn nhiều hơn cả một tứ hoàng. Team này mà trung băng phải nói là bá đạo không thua gì một clan tứ hoàng. Có điều khứa nào cũng thích đi đơn nên mới bị Luffy bắt lẻ, hạ gục 3 trong số 7 người.
tính ra cả 7 thất vũ hải đều đã và đang liên quan trực tiếp tới Luffy mũ rơm. Oda xây dựng team này khá hay, bước đệm nâng tầm sức mạnh thằng Main cho đến khi nó trở thành tứ hoàng. Trên đây là video top 7 thanh niên từng làm việc cho chính quyền. Anh em muốn ad làm thêm chủ đề gì? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Như thường lệ, sau đây sẽ là 3 bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Đầu tiên là bình luận từ một bạn giấu tên. Muốn lên TV, thuyền trưởng cho em hỏi OP có kết thúc trong năm 2024 không ạ? Không, từ chối, mình nghĩ phải tầm 5 năm nữa. End sớm quá ắt buồn đấy. Bạn Quano, One Piece đắt hơn Attack on Titan nhiều. Mình chưa xem Attack on Titan nhiều, nhưng có thể cảm nhận hai bộ này đều rất sâu sắc. Bình luận thứ 3 và cũng là bình luận may mắn cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn 03 Nguyễn Nục Duy 37. Xin lên clip quá trời mà anh không cho lên, buồn. Thùi thùi, có gì đâu mà suy, lại đây ắt thương thương cho nè. Đừng quên ấn like, share giúp tôi nha mấy ông ơi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!